chưa bao giờ em được nghe một câu chuyện tình nào đẹp như thế. Tức là đến với nhau và cứ thế thôi. Nhưng em tin chắc là trong cuộc sống của hai anh chị cũng sẽ có những lúc trầm, cũng lúc thăng. Và với việc là chị và anh đều rất là yêu và hiểu nhau ấy, thì em tin là anh chị sẽ có thể vượt qua nó một cách rất là ngọt ngào. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Khách sạn 5 sao cùng với hai khách mời của chúng ta, Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng với lại ông xã của mình là Alois. Hồi nãy thì do hai vợ chồng có nói là hôm nay là kỷ niệm 11 năm ngày cả hai gặp mặt nhau. Chúng tôi làm ra một cái không gian rất là lãng mạn với nến, nến bánh. Alois, anh có phải là người lãng mạn không? Anh có thường hay dành những cái phút giây lãng mạn cho vợ không? Anh hy vọng là anh là một người lãng mạn. Anh hy vọng? Anh hy vọng thế thôi. Thế còn Ngô Phương Lan? Em có cảm nhận được là anh là một người lãng mạn. Còn em? Còn em thì em rất thực tế đúng không? Em cố gắng là người lãng mạn. Cố gắng? Và em nghĩ là tức là cái cách lãng mạn của mình có thể là nó sẽ khác với cả cách lãng mạn của những gia đình khác. Thế thì cái ngày mà hai người quyết định về chung nhà sống cùng với nhau, thì có cái khoảnh khắc nào mà em cảm thấy hạnh phúc nhất, hoặc là có khoảnh khắc nào mà em đã từng rơi nước mắt mà xúc động bao giờ chưa? Em có nhớ cái hồi mà mình cùng sơn nhà với nhau. Anh có nhớ không? Hôm đấy là bọn em chọn màu sơn xong rồi về nhà sơn cùng nhau. Và cái đấy là một cái giây phút mà, tại vì là đấy là lần đầu tiên mà em không sống với cả gia đình của em nữa, và em chuyển vào để có thể sống với cả một người khác. Thì cái giây phút đấy là cái giây phút mà em rất là nhớ. Thế thì bây giờ nhân lúc mà chúng ta đang có mặt ở đây, thì chúng tôi sẽ có một cái món quà dành tặng cho hai bạn. Mời hai bạn sẽ cùng theo dõi một cái đoạn clip sau này nha. Wow. Oh yeah. Sao Lan? Wow. Anh thấy em có vẻ hơi xúc động đúng không? Em rất là xúc động bởi vì là mình nhiều khi mình rất là tập trung ở trong cái giây phút này. Nhiều khi mình cũng sẽ không nhớ những cái thời gian và những cái giai đoạn mà mình đã trải qua. Và khi mà xem một cái video clip như vậy thì mình cảm thấy là wow, mình đã cùng nhau trải qua rất là nhiều. Anh nghĩ em là một cô gái mà rất là bản lĩnh và ít khi nào rơi nước mắt lắm. Nhưng mà anh thấy trong cái đoạn clip vừa rồi thì có một cái khoảnh khắc mà khi mà anh Lois hát ca khúc Mãi Mãi đúng không? Em đã khóc đúng không? Em thực ra em phải nói là cái đám cưới của bọn em là em viết kịch bản hết. Bởi vì là em quen làm chương trình rồi và em biết chi tiết được tất cả những cái điều mà nó sẽ xảy ra từng phút một. Nhưng mà với cái thực tế khi mà mình đứng ở trên sân khấu và mình có những cái cảm xúc thực sự ấy, thì mình không thể nào mà kìm được nước mắt. Bởi vì mình cảm thấy là rất là xúc động. Vâng. Còn với Lois, tôi thấy là anh đã phải tập rất là kỹ lưỡng để hát cái ca khúc tiếng Việt đó Mãi Mãi cho vợ của mình đúng không? Nhưng mà khoảnh khắc mà thấy Lan rơi nước mắt thì anh đã suy nghĩ gì? Lúc đó thì anh chả nhìn được cái gì, bởi vì anh cũng bị rớt nước mắt rồi. Lúc đó cũng đang khóc cho nên là không biết Lan bị đã như vậy, nhưng mà chắc chắn là cả hai bên đã rất là xúc động, rất là vui, rất là tự hào. Vì đúng là ngày đấy thì không phải chỉ là ngày của anh chị nhưng mà cũng là một ngày cho cả gia đình, cái đại gia đình của hai bên. Và hôm đấy thì anh thấy là bên gia đình của Lan có cái sự áp lực, nhưng mà hôm đấy thấy đại gia đình của Lan trên sân khấu và ở khán giả cười chảy nước mắt, bởi vì hôm đấy là chấp nhận là Lost sẽ làm chồng của Lan, và đặc biệt là còn khách bây giờ là cả hai
hai thầy người đã đón một thành viên mới trong gia đình của mình. Và bé cũng là 4 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. À, đó cũng chính là một trong những cái kết tinh hạnh phúc của cả hai. Và không biết là dự tính thì mình sắp tới mình sẽ có thêm nhiều thành viên nữa hay không? Em nghĩ là chắc là chỉ một bạn đấy thôi. Mọi thứ nó đều có cái duyên, cái số nó đến. Và khi mà đã cảm thấy là với bạn này là đã là đủ rồi. Thế thì có một điều gì đó trong cái ngày hôm nay mà cả hai muốn nói với nhau mà cả hai chưa từng nói không? Em muốn cảm ơn anh bởi vì là trong thời gian qua thì nói chung là mình cũng có rất là nhiều những cái giây phút mà áp lực với cả hai bên về công việc mới của anh, công việc mới của em, kết thúc công việc của em và một quãng đường mới tiếp theo nữa. Thì em luôn cảm ơn anh, luôn luôn là ở bên em, luôn luôn tôn trọng những cái suy nghĩ và những cái mong muốn và nguyện vọng của em và của Lan Vy và gia đình. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã lúc nào cũng tôn trọng cho anh, lúc nào cũng ủng hộ cho anh, cả Lan Vy nữa. Thế thôi. Cảm ơn em. Và có lẽ là một bó hoa để anh Loi sẽ phải tặng cho bà xã của mình. Cảm ơn em. À không phải. À, đây. Cảm ơn anh. Ôi trời ơi. Xin mời anh có thể khui champagne ạ. Rồi ok, áp lực đấy, áp lực nhất. Ở trong cái món quà này á, cũng xin chia sẻ với lại Lan cùng với lại anh, nó có chữ là never ending. Wow. Rất mong là hai bạn sẽ tiếp tục cái hành trình ấy trong cái chặng đường sắp tới của mình, một cái chặng đường mà đầy áp lực, cũng rất nhiều áp lực đấy, nhưng mà chắc chắn sẽ luôn song hành cùng với nhau để vượt qua những cái áp lực đó, đúng không ạ? Wow, hôm nay lãng mạn quá ha. Cheers. Cảm ơn khách sạn 5 sao. Cảm ơn khách sạn 5 sao. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tình yêu khá là nhẹ nhàng và đặc biệt là cũng khá là ngọt ngào. Thật sự khi mà ngày hôm nay gặp anh, gặp chị Lan và anh Lois thì em thật sự rất là ngưỡng mộ, bởi vì anh chị lúc nào cũng có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau, có một sự ủng hộ, và đó là một điều mà em nghĩ rằng là một cái chìa khóa trong một sự hôn nhân hạnh phúc, đúng không chị? Và em cũng hy vọng rằng là cặp đôi của em mặc dù mới cưới nhau được có 6 tháng mà cũng sẽ được như chị. Rất là ngưỡng mộ ạ. Vâng. Nói chung là anh nghĩ là mỗi một người sẽ có một cái sự lựa chọn và quyết định riêng. Thì hy vọng là thời gian tới thì anh sẽ mời được Nga với lại ông xã của mình lên chương trình này. Nhưng mà em sợ là em không có được yên bình như này, không có được ủng hộ như này anh ạ. Lên sóng lại cãi nhau. Mỗi cuộc đời nó là một cuốn tiểu thuyết khác nhau, không có cuốn tiểu thuyết nào giống cuốn tiểu thuyết nào cả. Thế còn đối với Châu thì sao? Em cảm nhận về cái hành trình hạnh phúc của anh Lois cùng với Ngô Phương Lan như thế nào? Chưa bao giờ em được nghe một câu chuyện tình nào đẹp như thế. Tức là đến với nhau và cứ thế thôi. Nhưng em tin chắc là trong cuộc sống của hai anh chị cũng sẽ có những lúc trầm, lúc thăng. Và với việc là chị và anh đều rất là yêu và hiểu nhau ấy, thì em tin là anh chị sẽ có thể vượt qua nó một cách rất là ngọt ngào. Cảm ơn Lan, cảm ơn anh Lois sẽ đến với chương trình này. Và mến chúc cho cả hai sẽ thật nhiều sức khỏe và sẽ có được những cái tháng ngày hạnh phúc, mà quan trọng hơn nữa là cái thời gian tới đón ba mẹ của anh Lois đến với Việt Nam để trải nghiệm 6 tháng tại Việt Nam như thế nào, đúng không? Cảm ơn anh. Vâng. Kính thưa quý vị, như vậy cuộc trò chuyện cùng với hai khách mời Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng với lại ông xã anh Lois đã khép lại chương trình Khách sạn 5 sao ngày hôm nay, cũng đã mang đến một khái niệm về hạnh phúc hoàn toàn do sự lựa chọn và quyết định của chính chúng ta trong cuộc đời này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và gặp lại trong số phát sóng lần sau của chương trình Khách sạn 5 sao.